Đây là phố Đỗ Quang Đậu. Phố Đỗ Quang Đậu được ở quận 1. Tòa nhà Betico kìa. Tòa nhà rất là đẹp. Để nếu mà mình lên trên kia ấy, nó uống cà phê là nhìn được toàn cảnh Sài Gòn đấy. Tòa nhà trước mặt cao. Tòa nhà rất là đẹp, kiến trúc độc đáo. Tòa nhà này lên báo kiến trúc của các tờ báo uy tín thế giới vì nó rất là đẹp. Có những cái nước mà họ cũng nhái theo cái tòa nhà này rồi đấy. Kiến trúc sư ở nơi họ cũng học theo cái kiến trúc của Việt Nam thiết kế đấy. Phố Bùi Viện, phố đi bộ đấy, nhưng mà vẫn thấy ô tô chạy nhỉ. Cái này phải tối đúng không? Tối nó, cấm nó lập báo không giờ rào. Đây có một số du khách người nước ngoài. Đây là xe mô tô chạy. Đến thời điểm ít nữa anh em mình vào là chỉ có gọi là dài hạn. Chân định anh em mình phải lập một nhóm chuyên đi đầu tư và đi chơi. Chuyên đi ăn chơi. Anh Lâm chưa cho số điện thoại nhỉ? Làm thì anh Lâm có dùng số điện thoại đâu. Nhưng mà cho anh ấy thôi. Thì anh em mình học lớp chuyên sâu thế nào anh cũng cho. Có như phải có để trong trường hợp xử lý lắp. Còn nữa anh ấy còn nói là sẽ giao lưu K1 với K2. Có mấy chị học K2 ấy, à K1 đấy, thì liên hệ đấy, bảo là giao lưu để đi đầu tư hòa lạc các thứ ấy, nhưng mà kết lối nhưng mà mọi người bảo xa quá. Thế chắc là thôi rồi. Sao? Nếu như mình vào làm được đầu tư bất động sản, tức là cái động lực của họ chưa mạnh. Như mình sẵn sàng không? Đi từ bắc vào nam. Anh phải cho thấy họ lợi nhuận để cho họ đủ cái thấy cái này. Nó rất tuyệt vời, nó bình thường là khám phá một bên mới. Phố đi bộ. Dễ mời ăn lắm không? Cái dừa đấy phải là la coco trong sắc 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 tay. Ở đây chúng ta có thể thấy một cái biển khá là lớn. Có đề là phố đi bộ Bùi Viện. Bùi Viện Walking Street. Đâu nhỉ? Bán tên này đấy. Ra hướng nào nhỉ? Bên này. Ở đây. Đây thán này. Nào đây ra. Trời có vẻ Hà Lan sắp có một cơn mưa đen. Mưa đen.
quán kia nó không chát chứ gì luôn, chát thành khô luôn. Quán để mọc. Đã chuẩn bị đi rồi à? Đã chuẩn bị rồi à? Vâng, xong hết rồi. Anh em lên lấy cho chú. Lấy luôn cho anh cái gimbal, cái vỏ nhá. Nay ăn rồi. Gimbal xong bảo thôi anh em ăn luôn. Đây rồi. Đi phố Bùi Viện ngay đây. Gimbal tối nay đi. Hôm qua là có là xấu trai thế nào đâu. Lấy cái vali cái nhá. Được rồi, chúng lên lấy đi. Ăn món gì ngon vậy? Bò hay là mà em cái này ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Và mấy anh em mà đi bộ xong là ăn luôn. À đây à. Vâng. Đây, đi ăn chưa? Đang chờ anh mà. Đi ăn này, ngồi quán cà phê đi gần đấy luôn. Đây qua anh gọi cho mình. Đi về. Để hướng gần khách sạn đi. Đúng rồi. Công nhận trong đây cái không khí nó khác với Hà Nội nhỉ. Vâng. Khí này khác hẳn luôn. Vào đấy thì cảm nhận nó khác. Mình cứ bảo là cứ ra ngoài mình mà buồn. Đúng rồi. Mình đang ở trong đây nha, mình về Hà Nội mình làm. Ở đây thì cũng là trải thứ hạ. Từ 8 giờ đã đến bát đèn ở đây 2 giờ đêm vẫn thấy phố này 2 giờ đêm vẫn cái nó có rung chứ nó ngon không? Đúng là rung rung được không? Rung được. Em vẫn đi xe máy cầm vừa đi vừa. Anh mua cái 2 triệu. Cái này nhưng mà bây giờ nó không còn loại này nữa. Loại này nó gọn nhẹ này. Giờ nó to lắm, nó to cầm nó nặng. Vậy à? Thế em bao cái nhưng mà mới mua mà cũng chả dùng cái này. Và nó đỡ bị giật hơn này nhỉ. Mình cầm mình xoay về nó đỡ giật hơn là mình cầm tay đúng không? Đúng rồi. Nếu anh cầm tay xem á. Giật mà nó không xem thì không thể xem được. Nó lộn hết màn hình. Nhìn nhức mắt. Là mình quay về thẻ nhớ có phải nâng cấp hay không? Đó, 64GB anh. Anh thích thì 128. Nó cân bằng luôn. Nó cân bằng thay. Như là cái công viên đúng không? Công viên hai mấy ấy. Hai mấy tháng 6 ấy. Thank you.
video clip hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại các video clip tiếp theo.